tin bóng đá chiều hôm nay ngày 23 tháng 6 năm 2023. Messi khuyên Mbappe rời PSG. PSG đồng ý bán Mbappe cho Real Madrid. Hay Newcastle mua tiền vệ 75 triệu đô la Mỹ từ Milan. Là nội dung đáng chú ý nhất của bản tin chiều hôm nay. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận video mới nhất nhé. Messi khuyên Mbappe rời PSG. Trước khi rời PSG, Lionel Messi khuyên Kylian Mbappe chuyển đến Barca hoặc Real. Lời khuyên của Messi nhiều khả năng có tác động với quyết định của Mbappe bởi siêu sao người Argentina có sự nghiệp chói lọi và bản thân Mbappe rất muốn đạt đến. Chưa hết, quan hệ giữa Messi và Mbappe tại PSG được đánh giá khá tốt. Không lâu trước khi hết hợp đồng và rời khỏi PSG, Messi nói với Mbappe, tôi thích cậu chuyển đến Barca hơn. Nhưng nếu cậu chọn Real Madrid thì hãy nhanh lên, cậu xứng đáng với một đội bóng có tinh thần chiến thắng hơn. Theo truyền thông Pháp, Mbappe đã gửi thư đến ban lãnh đạo PSG yêu cầu được ra đi. Nhưng sau đó, Mbappe nhanh chóng lên tiếng phủ nhận thông tin khi khẳng định tất cả là dối trá và anh muốn tiếp tục được gắn bó với PSG. Hợp đồng hiện tại của cầu thủ này với PSG sẽ hết hạn vào tháng 6 năm 2024. Nếu PSG không muốn bán Mbappe ngay trong hè này, họ sẽ mất trắng anh vào năm sau. Messi từng cống hiến cho Barca trong 20 năm trước khi đầu quân cho PSG vào mùa hè 2021. Tiền đạo Argentina giành 2 chức vô địch League 1 liên tiếp cùng siêu cúp Pháp 2022. Tuy nhiên, Messi không thể giúp PSG lần đầu vô địch Champions League như kỳ vọng. Những tháng cuối chơi cho câu lạc bộ Pháp, Messi bị cổ động viên nhà la ó. Anh quyết định không ở lại, cũng không ký hợp đồng với câu lạc bộ nào khác tại châu Âu, mà sang Mỹ khoác áo Inter Miami. Tại PSG, Messi từng hợp cùng Mbappe và Neymar tạo thành hàng công đáng mơ ước với mọi đội bóng. Tuy nhiên, thường có những đồn thổi về mâu thuẫn giữa những siêu sao này. Thời gian đầu Messi chuyển đến, truyền thông Pháp cho rằng sự có mặt của anh khiến Mbappe phật ý và muốn ra đi. Thực tế, Mbappe từng hai lần suýt chuyển đến Real nhưng đổi ý ở lại do những hứa hẹn từ PSG. Vào ngày 12 tháng 6, Mbappe khẳng định sẽ không gia hạn hợp đồng với PSG khi thỏa thuận giữa hai bên sẽ kết thúc vào hè 2024. Điều này đồng nghĩa đội chủ sân Parc des Princes sẽ mất trắng tiền đạo 24 tuổi nếu không bán anh trong hè này hoặc kỳ chuyển nhượng tháng 1 năm sau. Đáp lại, PSG đã ra túi hậu thư cho Mbappe, yêu cầu anh tìm câu lạc bộ mới hoặc gia hạn. Tuy nhiên, tiền đạo tuyển Pháp cho biết anh sẵn sàng thi đấu cho PSG thêm một mùa rồi chuyển đi theo diện cầu thủ tự do. Mbappe hiện là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử PSG với 212 pha lập công sau 260 trận. Trong 5 năm khoác áo câu lạc bộ này, anh giành 5 danh hiệu League 1, 3 cúp quốc gia nhưng vẫn chưa lần nào đoạt cúp châu Âu. PSG đồng ý bán Mbappe cho Real Madrid. Báo chí Pháp cho biết, ban lãnh đạo PSG đã được giới chủ ở Qatar bật đèn xanh bán ngôi sao Kylian Mbappe sang Real Madrid với mức phí lên đến 250 triệu euro kèm 50 triệu euro phụ phí. Mbappe cho đến nay vẫn giữ nguyên quan điểm không gia hạn hợp đồng và chỉ thi đấu hết mùa còn lại, 2023 đến 2024, với PSG. Sau đó anh sẽ quyết định ra đi theo diện tự do. Tình huống này sẽ khiến PSG mất trắng ngôi sao số 1 của mình. Đội bóng thành Paris từng đề nghị Mbappe ký một hợp đồng gia hạn đến tháng 6 năm 2025, nhưng được quyền ra đi vào tháng 6 năm 2024 và đến bất cứ đội bóng nào mình muốn với mức phí chuyển nhượng ít nhất từ 100 triệu euro. Tuy nhiên, Mbappe gần như không quan tâm tới đề nghị. Trong đợt tập trung thi đấu với đội tuyển Pháp giữa tháng 6, tiền đạo 24 tuổi này luôn khẳng định, tôi vẫn thi đấu cho PSG hết mùa bóng sắp tới. Đó là sự lựa chọn duy nhất. Sau mùa giải, tôi sẽ có quyết định tiếp theo. Mọi thứ đều có thể thay đổi sau một năm, đặc biệt với một câu lạc bộ như PSG thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Những tuyên bố của Mbappe cho thấy không có một sự đảm bảo nào về tương lai của anh ở PSG. Do đó, đội bóng Pháp đã quyết định hành động nhằm thu lại chi phí. Theo trang PSG Community, mối lương duyên giữa PSG và Mbappe đã kết thúc. Ban lãnh đạo PSG sẵn sàng bán ngôi sao này sang kình địch Real Madrid mức phí tổng cộng 250 triệu euro. Trong đó 250 triệu euro là phí chuyển nhượng và 50 triệu euro cho các giá trị tăng thêm với thành tích thi đấu. Kênh El Chiringuito TV của Tây Ban Nha cũng cho biết PSG đã định giá Mbappe khoảng 250 triệu euro cho mức phí chuyển nhượng. Nhưng Real Madrid chỉ có thể trả mức giá khoảng 120 triệu euro. Nếu thông tin trên thành hiện thực,
Mbappe có thể trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Kỷ lục này hiện do Neymar nắm giữ khi PSG kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 222 triệu euro với Barcelona năm 2017. Mbappe gia nhập PSG dưới dạng cho mượn từ AS Monaco trong cùng mùa hè trước khi trở thành cầu thủ tuổi teen đắt giá nhất thế giới. Đội chủ sân Parc des Princes bỏ ra 145 triệu euro kèm 35 triệu euro phụ phí để mua đứt Mbappe một năm sau đó. Theo Mundo Deportivo, chủ tịch PSG, Nasean Khelaifi không nhân nhượng với Mbappe như những lần trước. Lúc này, PSG buộc phải bán vua phá lưới World Cup 2022 khi anh tuyên bố không kích hoạt tùy chọn gia hạn hợp đồng đến hè 2025. Điều này đồng nghĩa tiền đạo người Pháp sẽ trở thành cầu thủ tự do vào tháng 6 năm 2024. Cá nhân Mbappe vẫn giữ nguyên ý định chơi cho PSG đến khi hợp đồng hết hạn vào hè năm sau. Tuy nhiên, trong bài phỏng vấn gần nhất, cầu thủ sinh năm 1998 lại khẳng định, trong một năm tới, mọi chuyện đều có thể xảy ra, nhất là ở một câu lạc bộ như PSG. Thương vụ Mbappe ra đi hay ở lại PSG hứa hẹn sẽ còn gây sốt thị trường chuyển nhượng. Ngoài Real Madrid quan tâm, báo chí Anh cũng tiết lộ các câu lạc bộ MU hay Chelsea sẵn sàng tham gia cuộc đua một khi PSG đưa cầu thủ này vào danh sách chuyển nhượng. Newcastle mua tiền vệ 75 triệu đô la Mỹ từ Milan. Newcastle đạt thỏa thuận tuyển mộ tiền vệ Sandro Tonali với mức phí trả trước 75 triệu đô la Mỹ cùng hợp đồng đến năm 2029 từ AC Milan. Theo truyền thông Italy và Anh, Newcastle đã đạt thỏa thuận cả về phí chuyển nhượng với Milan cũng như các điều khoản cá nhân với Tonali. Theo đó, chủ sân St James Park sẽ trả cho Milan 75 triệu đô la Mỹ cộng thêm phụ phí tùy vào phong độ của Tonali. Tổng giá trị của thương vụ có thể lên tới gần 90 triệu đô la Mỹ. Chiều ngày 22 tháng 6, giám đốc thể thao của Newcastle Jan Atwood đã có mặt tại Milan để trực tiếp đàm phán. Đôi bên sẽ sớm có cuộc họp quyết định để chính thức ký hợp đồng. Tonali đang hội quân cùng U21 Italy tại Romania để chuẩn bị cho trận mở màn U21 Euro gặp Pháp. Theo cả Sky Sport Italy, Newcastle sẵn sàng đưa đội ngũ y tế của câu lạc bộ đến Romania kiểm tra sức khỏe cho Tonali để sớm chốt thương vụ. Chủ sân St James Park từng làm cách tương tự trong vụ mua Bruno Guimaraes vào tháng 1 năm 2022 khi để đội ngũ nhân viên y tế đến Brazil để đẩy nhanh quá trình ký hợp đồng. Nếu vượt qua cuộc kiểm tra y tế, Tonali sẽ ký hợp đồng có hạn 6 năm tới hè 2029 với Newcastle. Anh sẽ hưởng lương mùa 9 triệu đô la Mỹ kèm khoản thưởng tại câu lạc bộ mới. Hiện tại, tiền vệ này chỉ nhận 5 triệu đô la Mỹ mỗi mùa ở Milan. Tonali, 23 tuổi, trưởng thành ở Brescia và từng được xem như một bản sao của huyền thoại tiền bối Andrea Pirlo. Nhưng về sau, anh có thiên hướng chơi như một tiền vệ phòng ngự thuần túy, rồi gia nhập Milan hè 2020 và trở thành trụ cột. Mùa 2021-2022, Tonali đá 36 trận, ghi 5 bàn ở Serie A, góp phần giúp Milan đoạt Scudetto. Mùa vừa qua, Tonali đá 34 trận Serie A và 9 trận ở Champions League, cùng Milan vào đến bán kết sân chơi số 1 châu lục. Huấn luyện viên Newcastle Eddie Howe đánh giá cao tài năng và kinh nghiệm thi đấu, cũng như tiềm năng cống hiến của tiền vệ 23 tuổi này. Howe xem Tonali là sự tăng cường cần thiết để đội có thể chinh chiến tốt trên cả 4 mặt trận mùa tới, tham vọng đua vô địch ở Ngoại hạng Anh và tiến sâu ở Champions League. Có thêm Tonali, Bruno Guimaraes cũng sẽ được giải phóng khỏi trách nhiệm phòng ngự để tập trung phát huy khả năng làm bóng, sức sáng tạo trong tấn công. Theo Football Italia, Milan đang nhắm tới 7 cầu thủ để tái đầu tư số tiền chuyển nhượng từ thương vụ bán Tonali. Mục tiêu hàng đầu của họ là David Frattesi, tiền vệ của Sassuolo có chung người đại diện với Tonali. Frattesi cũng nằm trong tầm ngắm của Inter, Juventus, Roma và được Sassuolo định giá 45 triệu đô la Mỹ. Phương án thay thế vị trí của Tonali khác là tiền vệ Tijani Reinders của AZ Alkmaar. Tiền vệ 24 tuổi gắn bó với AZ từ năm 2018. Đá 92 trận cho đội trẻ và có 96 lần ra sân cho đội 1. Milan sẽ mất khoảng 20 triệu đô la Mỹ để thuyết phục câu lạc bộ Hà Lan nhả người. Milan còn muốn tăng cường cầu thủ chạy cánh phải. Sau khi Brahim Dia hết hợp đồng cho mượn và trở lại câu lạc bộ chủ quản Real Madrid, Christian Pulisic là ứng viên hàng đầu khi nằm trong diện cần thanh lý của Chelsea. Phương án dự phòng của Milan là Samuel Chukwueze, cầu thủ Nigeria gắn bó với Villarreal từ năm 2018. Ghi 37 bàn qua 207 trận. Villarreal định giá Chukwueze ở mức 45 triệu đô la Mỹ, nhưng Milan hy vọng có thể đàm phán số tiền thấp hơn. Cuối cùng, Milan muốn mua trung phong cắm sau khi Zlatan Ibrahimovic giải nghệ
còn dị vọc Origi có thể rời đi. Họ đang dẫn đầu cuộc đua tuyển mộ Marcus Thuram theo dạng tự do sau khi hết hợp đồng với Mönchengladbach. Tương tự, Milan muốn tuyển mộ Daichi Kamada, tiền vệ tuyển thủ Nhật Bản sẽ mãn hợp đồng với Frankfurt ngày 30 tháng 6. Theo La Gazzetta dello Sport, Milan đã đàm phán tuyển mộ Romelu Lukaku, người khoác áo kình địch Inter mùa trước theo dạng cho mượn. Nguồn tin này cho biết Chelsea chỉ yêu cầu khoản phí chưa đầy 50 triệu đô la Mỹ để mua tiền đạo Bỉ,